Kính chào quý vị và các bạn. Thì ở bất cứ ngành nghề nào thì lương cũng là vấn đề được mọi người quan tâm. Đơn giản là không phải ai cũng đi làm vì đam mê được. Và trong video ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về vấn đề lương của lực lượng công an, quân đội sắp tới đây. Nhưng trước tiên, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để ủng hộ Thư viện Pháp luật nha. Theo lộ trình ban đầu thì chính sách cải cách tiền lương sẽ được thực hiện từ năm 2021. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên thời điểm thực hiện đã bị dời lại. Cụ thể là tại hội nghị lần thứ 13, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã tán thành lùi cải cách tiền lương từ năm 2021 sang ngày 1 tháng 7 2022. Như vậy thì dự kiến từ ngày 1 tháng 7 2022, theo nghị quyết 27 thì tiền lương của lực lượng công an, quân đội sẽ có những điểm mới sau đây. Thứ nhất là thiết kế cơ cấu tiền lương mới. Thiết kế cơ cấu tiền lương mới bao gồm lương cơ bản chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương và các khoản phụ cấp chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương. Bổ sung tiền thưởng, trong đó quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp. Thứ hai là sẽ có 3 bảng lương mới đối với công an, quân đội. Theo nghị quyết 27 thì sau cải cách tiền lương sẽ có 3 bảng lương áp dụng đối với lực lượng vũ trang, bao gồm thứ nhất là bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm. Thứ hai là bảng lương quân nhân chuyên nghiệp và thứ ba là bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an, trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay. Trong khi đó thì ở thời điểm hiện tại, lực lượng công an, quân đội đang có các bảng lương sau. Thứ nhất là bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan, quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân. Thứ hai là bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân. Thứ ba là bảng lương công nhân công an và thứ tư là bảng lương công nhân quốc phòng. Bảng lương mới sẽ có mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể. Hiện nay thì lương sẽ được tính theo công thức là lương bằng mức lương cơ sở nhân cho hệ số lương. Tuy nhiên thì từ ngày 1 tháng 7 2022 sẽ tiến tới bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay và xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới. Ví dụ như hiện nay, cấp bậc quân hàm hạ sĩ sẽ có hệ số lương là 3.2. Thì để tính lương, chúng ta phải làm thêm một bước là lấy 3.2 nhân mức lương cơ sở tại thời điểm tính. Còn dự kiến thì từ ngày 1 tháng 7 2022, trong bảng lương sẽ có con số cụ thể luôn, mọi người không cần phải tính toán. Và cuối cùng, để phù hợp với bảng lương mới thì chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn cũng sẽ được xây dựng hoàn thiện. Hiện nay thì trước diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn đang hết sức phức tạp, nhà nước đang tập trung mọi nguồn lực, trong đó có ngân sách nhà nước để phòng chống dịch. Hy vọng rằng dịch bệnh sẽ mau chấm dứt, việc cải cách tiền lương sẽ được triển khai theo đúng lộ trình, để không chỉ lực lượng công an, quân đội mà cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ sớm cải thiện được nguồn thu nhập của mình. Và đến đây video xin phép được kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.